Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Phạm Thế Vũ. Thì ngày hôm nay mình xin được hướng dẫn cho các bạn cách để đi được bằng tay, cách để trồng chuối di chuyển, hay gọi là handstand walking tutorial. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành được phần đứng tay, tức là kỹ năng trồng chuối handstand một cách nhuần nhuyễn, thì chúng ta sẽ chuyển qua đi bằng tay. Thì bài này cũng rất là tốt cho cơ vai của chúng ta, cũng như là cải thiện cái khả năng thăng bằng lúc mà handstand. Thì cái kỹ năng handstand walking hay cái kỹ năng đi bằng tay này nó cũng không có khó lắm đâu. Thì mình nghĩ là nó còn dễ hơn là chúng ta giữ nữa, nó còn dễ hơn là khi mà chúng ta đứng tay, khi mà chúng ta handstand nữa. Nhưng mà để mà làm nó mà chuẩn trên một đường thẳng á, thì sẽ khác với cái việc mà khi mà mình võng, tại vì lúc mà võng thì nó sẽ dễ đi hơn. Đó là lý do vì sao mà handstand walking nó lại dễ hơn là giữ handstand bình thường. Thì sau đây chúng ta sẽ đến với cái phương pháp tập luyện kỹ năng đi bằng tay, kỹ năng handstand walking hay là trồng chuối di chuyển. Thì trước tiên chúng ta sẽ tập di chuyển đến phía trước, handstand walking forward. Thì để làm được cái kỹ năng này, trước tiên chúng ta phải giữ chuối thật là tốt. Đó, thì trước tiên cái kỹ năng giữ chuối của chúng ta nó phải thật sự tốt đó. Chúng ta phải giữ được trung bình từ 30 giây đến 1 phút hoặc là trên 1 phút. Thì lúc đó vai của chúng ta đã khỏe và cái độ thăng bằng của chúng ta nó đã rất là tốt rồi. Thì chúng ta sẽ đi bằng tay được. Thì bước đầu tiên của đi bằng tay là chúng ta sẽ tập cách để mà nhấc tay lên. Cách để mà nhấc cái tay lên như thế nào để chúng ta có thể bước đi được. Thì trước tiên chúng ta sẽ tập động tác handstand shoulder tap push up, tức là động tác chúng ta sẽ trồng chuối và chúng ta sẽ nhấc tay lên và vỗ vai của mình. Nếu mà tay bên phải thì sẽ vỗ vào cái vai trái và ngược lại, tay này vỗ vai kia. Chúng ta sẽ làm động tác này dựa tường đó. Thì động tác này cũng không có khó, cũng không có nặng luôn đó. Quan trọng là mình có giữ được cái độ thăng bằng hay không. Chúng ta sẽ làm nó dựa tường trước. Thì có hai cách. Thì các bạn có thể dựa tường mà để lưng úp vào tường hoặc là bụng úp vào tường đều được hết cả. Tốt nhất chúng ta có thể làm luôn cả hai cách đó, để cho nó quen cái cách để mà chúng ta có thể nhấc được cái tay lên, cái cảm giác đẩy cái vai lên để mà nhấc cái tay nó như thế nào. Đó, thì vừa rồi là hai cái cách để mà chúng ta có thể làm handstand shoulder tap push up against the world. Chúng ta sẽ vỗ vai mà trồng chuối mà dựa tường, úp lưng vào tường và úp bụng vào tường. Thì nếu mà chúng ta đã giữ chắc cái handstand và cái handstand của chúng ta đã rất là vững, thì vai chúng ta nó đã đủ khỏe để làm được động tác này rồi. Thì như mình có nói hôm nãy thì động tác này nó không có khó. Mà cách nữa mà để rất là dễ là các bạn thấy mình vỗ rất là nhanh, chứ mình không phải vỗ rồi mình đặt xuống rồi mình giữ một hồi mình mới vỗ tiếp, mà là mình sẽ vỗ liên tục. Lúc mà chúng ta vỗ liên tục á thì nó sẽ rất là nhẹ nha các bạn. Còn nếu như mà chúng ta vỗ chậm hoặc là chúng ta dừng lại lâu thì nó sẽ mỏi hơn, nó cơ vai chúng ta sẽ mỏi hơn. Còn nếu chúng ta vỗ liên tục thì nó sẽ rất là dễ. Thì các bạn thấy cái cách mà nhấc cái tay chúng ta sẽ, ví dụ như mình muốn nhấc cái tay phải là để mình vỗ vai trái mà, thì mình sẽ nhón đó, mình sẽ nhón, mình sẽ đẩy cái vai trái lên đó, mình sẽ nhón này đó, không đó, mình sẽ nhón này đó, mình sẽ đẩy cái tay trái lên, nhón vai trái rồi vỗ đó, rồi đặt xuống. Là lúc mà đặt xuống chuyển qua tay phải đó, là mình làm nó sẽ như vậy các bạn. Đó vỗ đó, vỗ rồi. Thì cái lúc mà mình đi cũng như vậy. Lúc mà mình đi thì mình sẽ, ví dụ như mình muốn đi bằng tay phải trước, mình muốn bước cái tay phải tới trước, thì mình sẽ nhón cái tay trái lên, nhón vai trái lên, đẩy cái tay trái, rồi tay phải bước lên, rồi sau đó tay trái đó. Thì nó y chang như cái cách mà mình làm handstand shoulder tap push up lúc mà dựa tường nha.
thì các bạn nhớ là đẩy, nó cứ đẩy vai, cứ nhón vai và đẩy cái tay. Ok, và chúng ta sẽ đến cái bài tập kế tiếp, là cái bài tập chúng ta sẽ từng bước đi tới bàn tay mà chúng ta sẽ dựa tường. Thì lúc mà chúng ta sẽ dựa tường, úp bụng vào tường đó, và sau đó chúng ta sẽ thử nhấc tay lên đi, đi một vài bước đó, đi một cảm giác sẽ cái thân hình đi ngược về. Thì với cái bài tập này thì chúng ta không cần thiết là phải bước quá nhiều bước, vì khi mà bước quá nhiều bước thì cơ thể chúng ta sẽ bị hạ thấp xuống, và lúc hạ thấp xuống thì nó sẽ không còn thẳng nữa, và không còn thẳng nữa thì nó sẽ không có giống như cái việc mô phỏng cái động tác handstand walking, cái động tác đi bằng tay nữa. Vì vậy chúng ta phải luôn bước vài bước, bước để mà cho chúng ta vừa cảm giác mà mất đi cái phương thẳng, là cái người chúng ta hạ xuống, nó hạ xuống mất cái phương thẳng, chúng ta phải đi lùi về lại đó, cứ đi tới luôn, cứ đi tới luôn. Thì cái bài tập này nó là cũng là một cái bài tập rất là tốt cho cơ ba của chúng ta đó, thì nó cũng vừa cải thiện được cái cảm giác mà chúng ta nhấc cái tay lên, chúng ta bước về trước và bước về sau đó. Thì sau khi hoàn thành được cái bài tập này rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập kế tiếp, là chúng ta cũng dựa cái phần bụng của chúng ta úp vào tường, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ thử đá cái chân ra, chúng ta sẽ thử đi một vài bước luôn. Nhưng mà trước khi tập cái bài tập này thì các bạn phải chắc chắn rằng các bạn đã làm được cái động tác té xoay khi mà chúng ta bị ngã lúc mà handstand đó. Thì cái động tác này mình cũng đã hướng dẫn rất là lâu rồi, trước khi mà hướng dẫn cái động tác giữ handstand thì các bạn có thể xem lại. Đó, thì vừa rồi mình cũng giới thiệu cho các bạn lại cái động tác té xoay khi mà chúng ta bị ngã và mất thăng bằng, đổ về trước lúc mà thực hiện động tác handstand. Đó, thì mình xin nói lại một lần nữa luôn để cho những bạn nào chưa xem có tiện cho các bạn, để các bạn biết được cách làm động tác này. Thì khi mà chúng ta trọng chuối lên, chúng ta bị đổ về trước, đổ về phía trước, thì chúng ta sẽ bỏ cái tay thuận của chúng ta ra. Ví dụ như tay thuận chúng ta là tay phải đúng không, thì chúng ta sẽ bỏ cái tay thuận ra, và sau đó chúng ta sẽ đá cái chân phải, chúng ta sẽ đá cái chân phải tay trước luôn để nó xoay qua đó. À, thì nó đơn giản là như vậy. Thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải bỏ một tay ra, rồi phải bỏ một tay ra, thì khi mà chúng ta xoay qua bên kia thì cái tay này nó mới là một cái trụ để nó có thể xoay được đó, chứ không thể nào trong cái hai tay mà xoay được các bạn. Đó, bỏ một tay ra rồi xoay, hoặc là dễ hơn là chúng ta sẽ bỏ một tay ra, và chúng ta lúc chúng ta xoay các bạn muốn an toàn thì bạn có thể chống cái tay phải của chúng ta nó để mà té nó cho nó an toàn hơn. Thì đơn giản là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái bài tập mà tiếp theo mình vừa nói, là chúng ta sẽ thử làm cái động tác handstand walking, nhưng mà dần dần tách nó ra khỏi tường, tức là chúng ta sẽ úp bụng của chúng ta vào tường, và sau đó chúng ta sẽ đá chân ra và đi thử vài bước. Thì cái lưu ý là lúc đầu tập chúng ta cũng không có nhất thiết là phải cần để cho cái lưng thẳng lắm đâu, nó cái lưng võng một tí xíu thì nó cũng sẽ dễ đi hơn, sau này chúng ta có thể điều chỉnh lại được nó, chứ không có nhất thiết phải quá thẳng, miễn sao chúng ta làm sao để mà chúng ta quen được cái cảm giác thì chúng ta đi được, nói là di chuyển được là như thế nào, chứ chưa có nhất thiết là phải chỉnh cho nó trên một cái đường thẳng trước. Nó khi nào mà các bạn cảm nhận mà nó thuần thục, nó nhẹ được cái handstand walking rồi đó, thì chúng ta sẽ chỉnh lại rất là dễ dàng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đá chân ra và mình đi thử vài bước nè. Đó. Thử đá chân ra, đi. Đó. Rồi. Đó. Cứ thử vậy. Thử đá chân ra, đi, ngã nè, đó, ngã. Đó. Là nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ làm cứ đi tới khi nào các bạn mất thăng bằng thì sẽ ngã xuống. Có thể lúc đầu chúng ta chưa quen chúng ta sẽ đi được một hai bước. Đó, không sao cả. Chúng ta cứ tập nhiều vào thì tự động mình sẽ quen được cái cảm giác để mà mình
nhấc cái vai mình lên để mình đi, mình nhấc cái tay mình lên mình đi 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 đó, thì chúng ta sẽ đi được nhiều. Thì chưa nhất thiết là lưng chúng ta sẽ phải thẳng đó, cứ quen cảm giác nào nó thoải mái nhất đối với mình đó. Rồi mình sẽ làm lại. Rồi đá chân ra, rồi đi đi đó, thử đi một vài bước đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, cứ đi nhiều nhất tôi có thể. Rồi đó như vậy đó, thì đó là một cách rất là hiệu quả để chúng ta có thể bước đầu tập được cái handstand walking mà không có dựa tường đó. Thì các bạn cứ nhớ là chúng ta sẽ dựa úp lưng vào tường, sau đó chúng ta sẽ đá một chân ra, vừa đá chúng ta giữ thăng bằng được rồi đúng không, giữ thăng bằng handstand rồi chúng ta sẽ thử bước, hoặc là các bạn có thể đá ra rồi các bạn lợi dụng một cái lực đá đó để mà chúng ta thử bước luôn. Thì tay thuận của chúng ta sẽ bước đi trước nó, cứ làm như cái phương pháp mà lúc đầu mình chỉ là cứ nhón vai lên và nhấc một tay lên đi, nhón vai lên, đẩy tay lên và nhấc vai lên đi nó, rồi đến kia cũng vậy. Thì có thể cái lúc đầu nếu mà mình chưa có chỉnh được cái form để mà thẳng, mình chưa có chỉnh được cái người mình cho nó thẳng á, thì nó sẽ cong, hoặc là cái chân của mình nó không có đều á, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể đi rất là mất kiểm soát. Thì không sao, chúng ta cứ đi cho nó nhìn đi, có thể đi nhanh cũng được, lúc đầu mất kiểm soát thì mình sẽ đi rất là nhanh và đi đến khi nào mình mất thăng bằng thì mình sẽ đổ về trước đó. Nếu mà đổ về trước thì chúng ta sẽ tay xoay như mình vừa hướng dẫn, bỏ tay ra và đá chân kia vào rồi xoay đó, hoặc là đổ ngược về thì bình thường là không có gì phải nói đó. Thì đó là chắc chắn là sau khi các bạn đã làm được cái bước này rồi thì các bạn đã đi được bằng tay đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử không có dựa tường nữa mà chúng ta sẽ thử làm ở bên ngoài luôn. Thì cái bước mà làm ở bên ngoài thì chúng ta sẽ đá lên, chúng ta sẽ dùng đà chúng ta đá lên rồi chúng ta sẽ đi luôn. Mình sẽ không có giữ lại nha các bạn, mình sẽ không có giữ lại và chúng ta sẽ đá lên rồi chúng ta sẽ dựa vào cái đà chúng ta đi đó, mình sẽ làm thử. Bây giờ mình sẽ đá lên, mình sẽ dựa lại dựa cái đà mình đi luôn rồi. Đá lên rồi đi. Rồi thì khi mà chúng ta đã đá lên và chúng ta đã lợi dụng được cái thăng bằng đó để mà chúng ta đi thì các bạn cứ tập vậy. Có thể lúc đầu mình sẽ đi được 1-2 bước, mình sẽ nhấc được một cái lên, nó sẽ đi được rất là chậm hoặc là chỉ đi được rất là ít bước thôi, nhưng mà luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ đi được rất là nhiều. Và mình nói là mình cứ đi mình cong lưng mình đi cũng được. Lúc mà các bạn cong lưng, các bạn võng lưng đi thì nó sẽ dễ hơn, nó sẽ nhanh hơn, và có điều là nó sẽ bị mất kiểm soát thôi. Nhưng mà đó cũng để tạo cho chúng ta được cái cảm giác quen cái cảm giác thăng bằng lúc mà chúng ta di chuyển. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh lại, chúng ta sẽ chỉnh cái form lại. Thì tất cả đó là những cái bước để mà chúng ta có thể làm được cái động tác đi bằng tay, cái kỹ năng đi bằng tay, handstand walking hay là trầm chú di chuyển. Thì sau khi mà hoàn thành hết tất cả rồi, được những cái bước này rồi mà các bạn đi cũng thấy nó rất là dễ rồi, thì bước để chúng ta perfect nó lại, chúng ta sẽ hoàn thiện nó, làm cho nó trở nên hoàn thiện nhất luôn. Thì là chúng ta sẽ chỉnh cái form để mà nó thẳng, và có thể là bất cứ cái cách nào chúng ta không cần phải đá lên, chúng ta đi liền, không cần phải lợi dụng, không cần phải lệ thuộc vào cái đà lúc chúng ta đá lên nữa, mà lúc này chúng ta sẽ muốn đi lúc nào, muốn dừng lúc nào cũng được đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử không có dừng đà nữa, mình sẽ không có lệ thuộc vào cái lực đà của mình đi nữa, mà mình sẽ thử rút chuối lên luôn. Mình sẽ rút chuối lên và sau đó mình sẽ giữ mình đi sẽ giữ sẽ ráng thẳng nhất. Tức là lúc mà mình không có cong lưng, mình không bị lệ thuộc vào cái đà nữa, thì tất cả đều là do cái phần vai của chúng ta đó, đều là do cái việc chúng ta nhấc vai lên để mà đi đó, nhấc vai lên để mà đi. Giờ mình sẽ thử rút chuối của mình đi. Rồi mình sẽ để cho nó thẳng nhất có thể đúng không, để cho nó thẳng nhất có thể, rồi sau đó mình nhấc tay lên ở đây, nhấc lên đây đó. Rồi quay ngược lại đó, thì đó là tất cả những cái bước để mà chúng ta có thể hoàn thiện được cái động tác handstand walking, trồng chú di chuyển, cái kỹ năng đi bằng tay của chúng ta đi về phía trước
Đến cái bước cuối cùng thì các bạn muốn giữ cho cái lưng nó thẳng á, thì cứ như khi mà chúng ta đã đi được quen và chúng ta đã kiểm soát tốt cái vai chúng ta tốt rồi và lưng chúng ta khỏe rồi thì chúng ta cứ áp dụng theo cái phương pháp lúc đầu mà chúng ta tập động tác handstand thẳng firm như là chỉ trong clip trước nha. Đó thì tất cả đều là thuộc cái việc tập luyện của chúng ta thôi. Đó thì đó là tất cả những bước mà mình đã đưa ra, và nếu mà các bạn tập theo thì hy vọng là nó sẽ giúp ích một phần nào đó cho quá trình tập luyện cái kỹ năng đi bằng tay handstand walking này của các bạn. Đó thì việc gì cũng cần phải tập luyện thôi, thì tập luyện thì chúng ta sẽ làm được. Đó chúng ta có thể tập luyện mỗi ngày cũng được, vì thật sự thì cái động tác handstand walking này nó không có dùng nó cũng không có dùng sức nhiều. Đó phụ thuộc vào cái kỹ năng và cái sự cái cảm giác thăng bằng của mình thôi. Đó nó cũng như là cái handstand vậy. Đó mà các bạn nhớ là cái handstand walking mà nếu mà nó xấu á, nó bị võng hay là nó lèo khèo á, thì nó sẽ rất là dễ, nó dễ hơn là cái handstand chúng ta giữ thẳng. Đó còn nếu mình muốn đẹp thì chúng ta phải giữ thẳng, chúng ta sẽ đi đó thì nó sẽ đẹp hơn. Đi như vậy nó sẽ có kiểm soát cho cái tay của mình, chứ không phải là bị nó bị đổ và nó bị di chuyển theo cái lực quán tính của cái lưng chúng ta vẫn, của cái lực đàn mà nó đổ tới nữa. Đó thì sau khi mà chúng ta đã làm được cái động tác này đẹp và thuần thục rồi thì chúng ta có thể tập qua đi ngang. Đó chúng ta có thể tập qua đi ngang hoặc là đi lùi ngược về sau, và nếu chúng ta đi ngang và đi lùi ngược về sau rồi thì chúng ta có thể tập đi xuống cầu thang hoặc là đi lên cầu thang. Đó hay là gì. Clip hướng dẫn của mình xin được dừng lại tại đây. Đó thì chúc các bạn sớm chinh phục được cái động tác handstand walking này. Đó mình nghĩ nó cũng không có khó đâu, tại vì nó cũng chưa có dùng sức và thăng bằng của nó thậm chí là mình thấy nó dễ hơn là cái việc mà chúng ta giữ chuối, giữ cái handstand nữa. Đó thì clip tiếp theo mình sẽ có thể là mình sẽ làm về clip hướng dẫn các biến thể của động tác handstand. Đó, các biến thể chân của động tác handstand. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến với những cái bài tập handstand nâng cao hơn, có thể là handstand push up hay là handstand sang cái bàn push up gì đó. Đó, thì mình xin được kết thúc video ở đây. Chúc các bạn mau tiến bộ trong luyện tập và sớm chinh phục được động tác handstand walking này.